Xin chào bạn, mình là Hà Văn Nguyễn Minh, sinh viên FPT và mã số sinh viên của mình là SS160584. Mình muốn mời bạn tham gia phỏng vấn về nguyện vọng sinh viên FPT về các hoạt động ngoại khóa cho bài tập môn MPT201. Mình xin ghi hình phỏng vấn để làm tài liệu nghiên cứu của môn học nha. Ok bạn ơi. Bạn là sinh viên ngành nào bạn? Hiện tại mình đang là sinh viên của FPT ngành Digital À, cho mình hỏi là bạn là sinh viên năm mấy ạ? Marketing. Hiện tại mình đang là sinh viên cuối. Cho mình hỏi là bạn có từng tham gia cuộc phỏng vấn nào trong vòng 5 ngày vừa qua không ạ? Hiện tại là mình chưa tham gia cuộc phỏng vấn nào trong những cái gì đây. Vậy à, bây giờ mình sẽ tiến câu số 1 là cho mình hỏi là khi mà bạn chọn Digital Marketing thì bạn mong muốn những gì từ ngành của mình ha? Thực ra là mình mong muốn là mình có thể nhiều kiến thức, mình biết cách làm marketing hơn, tại mình rất là thích marketing. Vậy cho mình hỏi là hiện tại mức độ cảm nhận những thứ mong muốn đó của bạn thì trên thang điểm 10 là nó bao nhiêu rồi hả? Hiện tại của mình chỉ khoảng là được 7 đến 8 thôi. Vâng, cảm ơn bạn. Tiếp theo là câu số 2 là tại sao bạn lại chọn ngành học này vậy ạ? Tại vì mình rất là thích marketing. Mình thích được sáng tạo, với lại mình thích được tổ chức cũng như đó. Là do yêu thích đúng không? Đúng. Lý do là do ngành yêu thích. Vậy thì bạn có thấy cái ngành đó hợp với mình không? Trên thang điểm 10 thì bây giờ là ngành đó. Người ta mình thấy là học mình khá là học rồi đó. Tiếp theo là theo bạn làm sao để mình có được công việc mong muốn ngay sau khi tốt nghiệp? Công việc mong muốn mà sau khi tốt nghiệp, mình nghĩ là nếu mà mình muốn vậy thì mình phải cố gắng mình học hỏi được nhiều, với lại là mình cứ nghĩ là mình nên học hỏi học nhiều. Muốn một công việc tốt thì rất là khó, cho nên là bạn có công việc thì bạn cứ làm đi, rồi biết rồi từ từ sẽ kiếm một công việc phù hợp, chứ mới ra trường 2 năm kiếm một công việc rất là ổn định mà thì rất là khó, mình nghĩ vậy. Với cho mình hỏi là hiện nay á, thì cái mức độ nhận thấy của bạn có thể đạt được cái mục tiêu này á, là tầm bao nhiêu trên 10 ha? Mình chỉ nghĩ là mình chỉ nghĩ mình phải được 5 đến 6 thôi. Tiếp theo là câu số 4 là sau 5 năm tốt nghiệp thì bạn mong muốn bạn là người có vai trò như thế nào ở trong công việc? Ví dụ như là nhân viên, chuyên viên, quản lý cấp cao hoặc là CEO. Chuyên viên. Tiếp theo là cho mình hỏi là hiện tại là ngoài giờ học lên lớp bạn có tham gia hoạt động ngoại khóa nào không? Ngoài hoạt động trên lớp thì mình có tham gia cái hoạt động thể thao đá banh của câu lạc bộ, đá banh của câu lạc bộ và động cùng với lớp nữa. Vậy cho mình hỏi là có một hoạt động ngoại khóa nào mà bạn thấy trường khác có nhưng mà bạn muốn là trường mình có không? Ý là trường mình chưa có cái hoạt động đó. Mình nghĩ là hoạt động khá là nhiều hoạt động, tại vì mình thấy trường khác nó rất là tổ chức, nó có tổ chức cho sinh viên rất là nhiều chuyến học tập, hoặc là có những cái cuộc thực tập là rất là lớn mà cho sinh viên dự, thì bên mình vẫn chưa có được tập để cho tất cả sinh viên tham gia. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi đến cái mục tiêu chính của phỏng vấn này, thì cho mình hỏi bạn là bạn có biết tới câu lạc bộ BAC Business Economy Club của trường mình không ta? Mình thì không, mình chỉ nghe qua thôi chứ mình chưa biết nó là tập quỳ. Vậy cho mình hỏi là vậy là bạn chưa tham gia câu lạc bộ, vậy thì cho mình hỏi là lý do bạn không tham gia là gì hả? Là vì không thích hay là không có thời gian hay là chưa tìm hiểu kỹ? Mình chưa tìm hiểu được chúng ta ở đây nên mình chưa tham gia. Thì mình giới thiệu luôn, đó là câu lạc bộ Business Economy Club dành cho sinh viên các ngành ngành kinh tế giống tụi mình, thì đó là giống như một cái sân chơi để các bạn trao đổi kiến thức về kinh tế với nhau. Mình mong là sau buổi phỏng vấn này thì bạn có thể dành chút thời gian để tìm hiểu đến câu lạc bộ, và nếu có vinh dự thì bạn có thể tham gia câu lạc bộ chung với tụi Ok bạn, em xin phép tạm biệt. mình. Tầm đoán rồi. Vậy mình xin kết thúc buổi phỏng vấn ở đây. Cảm ơn bạn đã tham gia. Dạ, ok bạn. Cho mình xin tên và số điện thoại của bạn ha. Mình tên là Nguyễn Phúc Lâm. Số điện thoại là 0948 458 108. Mã số sinh viên của mình là SS150642 42. Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc phỏng vấn này.